Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Bóng Đá TV trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, mở đầu cái phần video ngày hôm nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn một cái video chia sẻ về cái trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một cái video có thể miêu tả quá rõ về cái lối chơi của tuyển quốc gia Việt Nam dưới bàn tay của Park Hang-seo. Nếu nhìn vào một cái cách đá như thế này thì liệu rằng có ai dám nói rằng là thầy Park không thể chơi tấn công, không thể chơi kiểm soát bóng cùng đội tuyển Việt Nam hay không? Hay giống như những gì mà ông Philippe Trochet đã từng nói rằng là đội tuyển Việt Nam chỉ biết chơi phòng ngự thôi, những tình huống ban bật và những tình huống mang đến những bàn thắng chỉ là những may mắn, chỉ là những tình huống cố định mà thôi. Nhưng chúng ta thấy đấy, một cái video này đây là em thì cũng chưa quay hết tất cả diễn biến từ thời điểm bắt đầu chúng ta có những tình huống chuyền bóng đâu, mà đây chỉ là một phần giữa trong cái video đó thôi và kết thúc là một bàn thắng. Kính thưa quý vị và các bạn, là chúng ta nhìn thấy rằng là đội tuyển Việt Nam dưới thời của Pouso trong cuộc đối đầu với Indonesia, cụ thể là trận đấu như thế này, thì cầu thủ của Indonesia thậm chí còn không thể chạm được vào bóng và đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có những đường chuyền thực sự quá nhuần nhuyễn khiến cho đối thủ chỉ biết là chạy theo trái bóng thôi. Vậy thì không thể nói rằng là thầy Park dưới thời của thầy Park ấy, đội tuyển của chúng ta chỉ biết chơi phòng ngự và chúng ta có những bàn thắng chỉ đến từ những may mắn thôi, đúng không ạ? Đây là một minh chứng cực kỳ rõ ràng cho thấy được rằng là những cái phát biểu của ông Philippe Trochet vừa qua trước đây khi mà nói về huấn luyện Park Hang-seo là quá sai lầm. Còn trước khi đi đến một câu chuyện chia sẻ của một cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam có nói rằng là đội tuyển của chúng ta vì những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã thoái trào, dở cho nên mới thua chứ không phải là lỗi do ông Philippe Trochet. Thì chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn một bài viết rất hay như thế này. Đó là việc hiện nay nhìn lại về cái thất bại của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì chính việc là chúng ta thất bại từ băng ghế chỉ đạo, sự bế tắc từ băng ghế chỉ đạo mới khiến cho đội tuyển của chúng ta nhận một trận thua như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, là trong bóng đá thì ai nói người hâm mộ Việt Nam của chúng ta bi quan? Không phải như vậy đâu. Bằng chứng là khi mà đội tuyển quốc gia của chúng ta thực dưới thời của Park Hang-seo ấy, khi mà chúng ta có những trận thua trước những Iraq, trước những Hàn Quốc hay là trước những Nhật Bản, thì các cổ động viên, những người làm bóng đá, những người chuyên môn thậm chí là còn cố gắng tìm ra những điểm sáng để giúp cho chúng ta có thể nhen nhói lên những hy vọng để mà chúng ta tiếp tục khen cho đội tuyển. Nhưng mà khi chúng ta thua đội tuyển Indonesia, đối thủ cùng khu vực, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ thua Indonesia ở trong một lần mà chúng ta đã thua liên tiếp họ trong hai lần rồi. Và đặc biệt trong cả hai lần đó thì chúng ta đều thua với một kịch bản quen thuộc. Đó là sai lầm của những cầu thủ trẻ và cuối cùng thì chúng ta thất bại. Và đặc biệt hơn nữa, cả hai trận đấu đó thì chúng ta cũng đều thi đấu cực kỳ bế tắc. Ban huấn luyện của tuyển quốc gia Việt Nam, ông Philippe Trochet bị chỉ trích thì liệu rằng có oan ức gì không? Câu trả lời rằng là chẳng có bất cứ một cái gì được coi rằng là oan ức dành cho ông Philippe Trochet cả. Suốt cả một trận đấu, đội tuyển Việt Nam không thể tung ra được bất cứ một cú sút trúng đích nào thì kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ để làm gì? Và hãy phân tích một chút về cái lối chơi kiểm soát bóng của ông Philippe Trochet, rõ ràng chúng ta đều thấy rằng là nó không mang đến bất cứ một hiệu quả nào. Bởi nếu nói về một cái triết lý lối chơi kiểm soát bóng thì nó phải mang đến bàn thắng, đúng không ạ? Và sau cái bản tin này thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị và bạn một cái phát biểu mới nhất rất hay đến từ một huấn luyện viên của câu lạc bộ tại V-League, đó chỉ là Vin Popop của câu lạc bộ Thanh Hóa. Phần thông tin này thì tôi rất hy vọng rằng quý vị và bạn hãy cùng đón chờ, chúng tôi sẽ tiếp tục ra những video đằng phía sau nhé. Còn kính thưa quý vị và các bạn, là khi mà bài viết có nói một câu như thế này là bạn có thể mắc sai lầm, thế nhưng không thể được phép lặp tiếp những lỗi cũ như vậy được. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng là với nhà cầm quân người Pháp, chúng ta tiếp tục dẫm lên vết xe đổ do chính mình tạo ra. Vậy thì với các cổ động viên, liệu rằng họ có thực sự để mà dễ dàng chấp nhận dành cho ông Philippe Trochet hay không? Sau một trận thua thì có vẻ như là chính ông Philippe Trochet cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào cái lỗi của mình, mà ông ấy luôn luôn nói về câu chuyện đó là vì học trò. Vì học trò chưa đủ kinh nghiệm, vì học trò mà đội tuyển của chúng ta mới thua. Nhưng chưa bao giờ ông ấy nhìn thẳng vấn đề rằng là chính vì cái sự chậm chạp trong cái việc đọc trận đấu của mình, thụ động trong việc lựa chọn lối chơi, lựa chọn đấu sách, và đặc biệt là những thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời của ông Trochet thực sự là vô cùng vô dụng. Qua hai trận đấu với đội tuyển Indonesia, khi mà chúng ta thất bại tại Asian Cup rồi vừa qua nữa là một thất bại tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, cho thấy được rằng là ông Philippe Trochet thực sự là rất bất lực.
Bài ném biên, những đường tấn công biên của đội tuyển Indonesia là quá rõ ràng, chúng ta đều rất hiểu về điều đó. Nhưng ông Philippe Trochet không thể hóa giải được, điều mà trước đây thấy bạn hóa giải một cách cực kỳ dễ dàng. Và đặc biệt khi mà những thời điểm quan trọng, khi mà những tuyển thủ Việt Nam chúng ta cần có những người thầy, ban huấn luyện của mình ở trên sân để chỉ đạo, thì chúng ta thấy rằng ban huấn luyện cũng như cả chính ông Philippe Trochet không có bất cứ một cái phản ứng nào, hoặc có thì cũng chỉ là hời hợt thôi. Đến khi cần thay người để tạo ra những sự đột biến thì ông Philippe Trochet dường như điềm tĩnh đến không tưởng và cũng chẳng có bất cứ một động thái nào thèm xem rằng là để kịp thời cho đội tuyển của chúng ta có được một kết quả khả quan cả. Chắc chắn quý vị và bạn cũng đấy thấy rồi đúng không ạ? Ông Philippe Trochet chỉ biết là cắn móng tay ở trong cái khu vực cabin, khu vực kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam thôi, không đưa ra bất cứ một hành động cụ thể nào cả. Rất nhiều những tình huống mà ông ấy thay người khiến cho các cổ động viên của chúng ta cảm thấy thực sự là khó hiểu. Đặc biệt là ví dụ như trường hợp của Quang Hải thì chúng ta cũng nói rất là nhiều rồi. Trường hợp đây là một cầu thủ có khả năng kiến tạo lối chơi thì ông Philippe Trochet lại tung vào một cầu thủ như là Thành Long, một cầu thủ mà không mang lại bất cứ một cái điểm nhấn nào cả. Và thậm chí thì Quang Hải dường như cũng đã tỏ ra khá bực tức và khó hiểu với chính cái quyết định của ông thầy người Pháp của mình. Tất nhiên ông Philippe Trochet đã có những lần rút kinh nghiệm dành cho mình, ông ấy cũng đã có những phương án để thay đổi. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là với những phương án mà ông ấy đưa ra, dường như là ông vẫn muốn sử dụng theo kiểu là cố gắng làm sao phát hiện ra những nhân tài, cho thấy được rằng là mình là những người mà hoàn toàn có thể mang đến cái sự thay đổi lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Và ông ấy nói rằng, gần như muốn nói rằng là tôi không cần phải sử dụng một cái triết lý đã thành công của tuyển Việt Nam dưới thời của ông Park Hang-seo, mà với tôi là tôi sẽ mang đến sự đổi mới dành cho đội tuyển. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy đó, tất cả những cái mắt xích mà đội tuyển Việt Nam chúng ta dễ bị tổn thương nhất thì cũng đến từ chính những quyết định đến từ ông Philippe Trochet. Ông ấy tin dùng vào những cầu thủ trẻ như là Minh Trọng thay vì chọn những cầu thủ như là Hồ Tấn Tài. Và tôi tin chắc một điều rằng nếu như những cầu thủ như Hồ Tấn Tài hay là Vũ Văn Thanh vào sân ngay từ đầu thì mọi thứ cũng không đến nỗi tệ như vậy với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn kính thưa quý vị và các bạn, là các cụ thường có một câu nói rất là vui như thế này là bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Quả thực thì câu nói đó không hề sai một tí nào đối với cả ông Philippe Trochet đâu. Tôi tin rằng với là một huấn luyện viên có kinh nghiệm như vậy, 70 tuổi rồi, trải qua cũng khá nhiều những trận đấu ở các giải đấu khác nhau, thì ông ấy thừa dự hiểu rằng là sử dụng con người như thế nào mới là tốt nhất. Nhưng chính vì ông sĩ, ông muốn thể hiện bản thân của mình, cho nên là ông sử dụng những cầu thủ không phải là trụ cột của Park Hang-seo nữa, mà thay vào đó là sử dụng rất nhiều những cầu thủ trẻ, để hy vọng rằng nếu như mà đội tuyển của chúng ta có một kết quả tốt trước người Indonesia, thì ông ta có thể hoàn toàn vỗ ngực rằng tôi là một người thay đổi nền bóng đá Việt Nam với việc sử dụng những cầu thủ trẻ vẫn có thể mang đến những chiến thắng. Nhưng chúng ta thấy đó, từ cái việc là ông ta quá tự tin, ông ta sĩ, ông ta muốn thể hiện bản thân của mình thì đã mang đến một kết quả thực sự là thậm tệ dành cho đội tuyển. Và chính đội tuyển của chúng ta là những người, cổ động viên của chúng ta là những người mà phải trả giá cho những quyết định, cho những sự mạo hiểm cũng như là sự ngu ngốc của ông Philippe Trochet. Thế nhưng kính thưa quý vị và các bạn, là không chỉ là với những trận đấu của đội tuyển Việt Nam đâu, rồi là chúng ta hãy lật lại một quá khứ một chút. Chính là những trận đấu từ giao hữu đến chính thức thì đội tuyển của chúng ta có tỷ lệ thua cực kỳ cao. Và đặc biệt khi mà chúng ta đối đầu với các đối thủ chỉ là ngang cơ thôi, hoặc là lớn hơn một chút như là Iraq thôi, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thi đấu cực kỳ bế tắc, thậm chí còn không tung ra được cú sút là chúng địch cả. Tính ra thì tôi khẳng định một điều rằng là không phải là cổ động viên của chúng ta khó tính đâu. Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta đã thất bại từ SEA Games 32, từ Doha Cup, từ cái thời điểm mà ông Trochet cầm quân chỉ có vài tháng và giờ đây thì hơn một năm trời rồi. Mà chúng ta vẫn phải kiên nhẫn, vẫn phải chờ đợi, vẫn phải theo dõi ông ấy dẫn dắt đội tuyển của chúng ta. Thì vậy thì tôi nghĩ rằng là các cổ động viên bóng đá Việt Nam của chúng ta thực sự vẫn là những người vô cùng kiên nhẫn chứ đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta khó tính hay gì đâu, không phải. Chúng ta thất bại quá nhiều rồi. Chúng ta còn một trận đấu trên sân Mỹ Đình nữa, và nếu như mà không có những sự thay đổi lớn đến từ ông thầy người Pháp này, không có những sự chỉ đạo mạnh mẽ từ băng ghế chỉ đạo, chuyên lửa dành cho các học trò, thì tôi nghĩ rằng cái khả năng mà chúng ta sẽ phải đi sớm, về tắm sớm, không thể có mặt tại vòng loại thứ 3 là điều hoàn toàn hiển nhiên đang xảy ra. Thế nhưng kính thưa quý vị và các bạn, là tất cả những phân tích đó thì tôi tin rằng quý vị và bạn cũng sẽ cùng có những đồng cảm và có sự thấu hiểu cùng với cả chúng tôi thôi. Nhưng mới đây thì chúng tôi đã nhận được một cái chia sẻ đến từ một cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó chính là anh Nguyễn Mạnh Dũng,
thì anh này lại cứ đưa ra một cái nhận định mà tôi nghĩ rằng là các cổ động viên sẽ cực kỳ nóng mắt đối với cả anh này. Mà đây không phải lần đầu tiên mà anh Nguyễn Mạnh Dũng chê bai những cầu thủ Việt Nam và nâng tầm ông Philippe Trochet đâu. Anh ấy có nói như thế này, thưa quý vị và các bạn: không phải do huấn luyện viên hết đâu, ông ấy chỉ là một phần thôi. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam với tất cả những yếu tố con người tốt nhất bây giờ ấy, có gọi lên thì cũng thế thôi. Tại vì đội tuyển Việt Nam qua thời kỳ đỉnh cao rồi, thoái trào rồi. Tất cả những lứa cầu thủ Thường Châu tới bây giờ, các em ấy còn gì động lực nữa đâu. Các em chứng lại đang đi xuống rồi, chẳng còn khát khao gì cả, nhìn thấy gì phát triển thêm được nữa đâu. Lên tới đội tuyển như thế là hết rồi. Còn về chiến thuật thì nói thật ra chẳng có ông nào, kể cả là Pep Guardiola thì cũng thế thôi. Vì quan trọng nhất là yếu tố con người. Cứ nói rằng Pep Mourinho, tại sao họ làm câu lạc bộ hay được? Vì các câu lạc bộ khi đá, huấn luyện viên về làm, muốn thay đổi cách chơi, cách tư duy thì có thể mua bán được, chọn cầu thủ phù hợp được. Còn đội tuyển quốc gia chọn những cầu thủ hay nhất rồi thì làm sao mà thay đổi từ nước khác về lớp vào được. Cho nên là ông Philippe Trochet sử dụng con người, ông ấy có nguyên tắc riêng và chúng ta phải tôn trọng ông ấy. Tức là ông ấy sử dụng con người như thế nào thì chúng ta cũng phải nghe. Ví dụ như trường hợp của Hùng Dũng trước trận đấu với Russia tại Asian Cup là không có. Bản thân Hùng Dũng ở câu lạc bộ thì cũng đá có mấy đâu. Đợt này thì ông Philippe Trochet gọi Hùng Dũng lên xếp đá, có lẽ là chiều người mộ thôi. Thế nhưng Dũng có đá được mấy đâu, vì phong độ ở câu lạc bộ cũng là chưa tốt. Thì làm sao mà đá được thì làm được cái gì? Cho nên huấn luyện Philippe Trochet làm như vậy, người hâm mộ nhìn luôn. Rồi mọi người bảo rằng tại sao không cho Tiến Linh, tại sao không cho Quang Hải vào sân. Quang Hải từ lúc về Pháp đá như thế nào, vào làm gì ở thời điểm như thế? Văn toàn là cầu thủ thiên về sự chăm chỉ thôi, chủ yếu là tận dụng khả năng chạy nhanh thôi. Còn bây giờ thì đuối sức rồi, bứt tốc làm sao được nữa. Còn Tiến Linh thì cũng không tốt về kỹ thuật đâu, thi thoảng có pha dứt điểm thôi. Mọi người nghĩ này nghĩ kia chứ vào thì phối hợp được với ai? Đó là những gì mà anh Nguyễn Mạnh Dũng, một cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam, chê bai đội tuyển của chúng ta một cách có thể nói rằng thậm tệ. Và vẫn nói rằng là ông Philippe Trochet cần phải được tôn trọng. Kính thưa quý vị và các bạn, là với những câu chia sẻ như thế này thì tôi nghĩ rằng quý vị và các bạn cũng đang phát điên lên đúng không ạ? Chắc là muốn chửi cho anh Nguyễn Mạnh Dũng này một phát to đầu luôn đấy. Thế nhưng mà quả thực thì tôi cũng không hiểu rằng tại sao với một cựu tuyển thủ quốc gia mà lại đi chê bai của cầu thủ đội tuyển Việt Nam chúng ta như thế này. Chúng ta thừa hiểu rằng là cái nguyên nhân, cái vấn đề vừa qua của đội tuyển của chúng ta là gì, mà tôi nghĩ rằng là hàng trăm triệu các cổ động viên của chúng ta thừa hiểu câu chuyện đó là như thế nào, sai lầm đến từ đâu và ai là một người chịu trách nhiệm. Nhưng cuối cùng thì một người Việt Nam của chúng ta, đó là anh Nguyễn Mạnh Dũng, để nói rằng là những cầu thủ của Thường Châu chỉ đến thế thôi, rồi những cầu thủ kể cả Quang Hải cũng đến thế thôi. Bây giờ thì Quang Hải cũng làm cái gì nữa đâu. Thứ hai nữa, anh còn nói rằng là những cầu thủ của chúng ta hiện nay không còn động lực nữa rồi. Họ không muốn cống hiến cho đội tuyển nữa rồi, cho nên là đừng gọi lên đội tuyển nữa. Thực sự đây là một trong những cái phát biểu mà tôi nghĩ rằng là thực sự là chỉ muốn đá sút cho phát vào mồm thôi, đúng không ạ? Mặc dù có thể anh ấy lớn tuổi hơn tôi đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái phát biểu thực sự rất khó nghe. Một người Việt Nam mà tại sao lại phát biểu ra những câu như vậy, và đặc biệt hơn nữa lại là một cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia, thì tôi thực sự là cảm thấy ngán ngẩm và thương tiếc cho những ai mà là được cho rằng là người thân của anh Nguyễn Mạnh Dũng. Có lẽ rằng anh ấy lên đi sửa lại cái mồm của mình đi, hãy phẫu thuật lại cái miệng của mình đi, nói những lời mà nó thực sự dễ nghe hơn một chút, đúng không ạ? Còn quý vị và bạn có suy nghĩ như thế nào như với cái chia sẻ của cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam anh Nguyễn Mạnh Dũng, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận của mình ở phía dưới nhé. Còn tới đây thì bản tin của Bóng Đá TV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.